Đấu đầu tiên xin phép được bắt đầu. Các bạn chờ một chút để mình có thể bên kia. Và bên kia là có một Kanta, có bên này. Mà anh máy game thủ Chip Boy là người cầm Phonesian. Mà anh máy game thủ Chim Sẻ Nắng được cầm AC. Mà anh máy cho son của Hận Đời. Và cuối cùng Truy Mệnh là người cầm Minoan. Còn bên kia là quân gì chúng ta hãy chờ một chút để các game thủ có thể xoay quân. Mình sẽ để mà anh máy game thủ. Vâng, Chim Sẻ Nắng. Chim Sẻ Nắng là người rất hay xoay tham. Vâng các bạn, mic rè. Không hiểu sao lại rè. Mình tắt này đi. Rồi ổn rồi. Và chúng ta cùng đến với mảnh máy của Chim Sẻ Nắng. Một trận được cầm AC ở trong cánh. Một trận cầm AC ở trong cánh. Sẽ là bài rất vũ đây. Bên kia tất cả đều là 7 dân, không ai chậm dân cả. Có hai cây gỗ rất cạnh nhà của Chim. Đều là cây gỗ 75. Xoay dần liên tục, nu hồng mong manh thì người chậm dần. Chậm một chút thôi, nửa dần. Xem kênh, xem ảnh máy khác. Mảnh máy Phonesian của Chip Boy BMQTV. Phonesian ở trong cánh như vậy là hai cung ở trong cánh khá tươi. Cho son của Hận Đời, tức Gunny. Trận này thì Gunny và Chim Sẻ được cùng một cánh thôi, các bạn đã biết rồi. Cái cặp đôi Gunny và Chim Sẻ làm lên quá nhiều sóng gió. Một thời gian trước thì cặp đôi BB He He, một cặp đôi có thể gọi là bất khả chiến bại, bằng vô địch thiên hạ, và đã chịu nhưng mà đã phải bị khuất phục trước cặp đôi của Chim Sẻ Nắng và Gunny. Và ngày mai thì các anh lại tái hiện ở trong cái map 44. Không biết rằng cánh này sẽ thế nào, chúng ta chờ sau ít phút. Và đây là mảnh máy Truy Mệnh. Minoan ở đầu cánh. Hai chém đầu cánh thì không phải là hai chém tuyệt, mà không vấn đề gì cả. Khi mà hai ông cầm cùng cánh thì hai câu rất cứng. Vâng, các bạn bảo không có tiếng game. Vâng, có vẻ như mình cho hơi bé, mình sẽ cho to lên. Rồi, và không biết các bạn đã nghe thấy ổn chưa. Bây giờ là chiếc BS đầu tiên của game thủ Truy Mệnh. Vòng bài Truy Mệnh là bài khá tươi. Và chúng ta cùng qua lại Truy Mệnh vào phút thứ 8. Xem chi một chút đi. Tên mày về Chim Sẻ Nắng. Một cái bài mà không thế dựa tường. Một bài hơi khó đánh. Nếu không thế dựa tường thì hơi khó đánh. Mà tôi nghĩ rằng với Chim thì nó không phải một vấn đề quá lớn. Chúng ta cùng xem Chim sẽ thiết kế như nào trong bài thi đấu này. Rồi, đây là cái bãi quả phụ của game thủ Chim Sẻ Nắng. Một thêm một đàn hiêu nữa, như vậy bài Chim đã đủ đồ rồi. Một bãi quả phụ, một con voi và một cái đàn hiêu. Không, như vậy là hai đàn hiêu. Bọn đàn hiêu đầu được ăn ở chiếc BS đầu tiên. Thêm dần ăn bãi quả phụ. Một bài khá ổn đến từ Chim, nhưng mà nó không có thế đẹp quá thôi. Và chúng ta cùng quay trở lại màn máy game thủ Truy Mệnh. Một bài Truy Mệnh ở đầu cánh, hai voi và đi đập lô. Vâng, đi đập lô chăng. Vâng, đập lô có vẻ hơi nhiều dân. Vâng, tôi nghĩ rằng nếu như anh ép những con voi và những đàn hiêu ở nhà nhiều dân lên một chút thì cái khả năng lên đời sẽ sớm hơn. Một chiếc BS để ăn hai con voi chay này. 6 giờ khả năng sẽ không có nhà ở đấy khi mà Truy Mệnh đã dò tương đối rộng rồi. Còn một con hiêu lẻ sẽ là một bài kích 10 sớm đến từ Truy Mệnh. Tăng gỗ sao? Con gỗ này tôi nghĩ là đủ rồi. Bên kia vẫn bé mập là người lên đời sớm nhất bản đồ. 23 dân. 23 dân của bé mập và là người lên đời sớm nhất bản đồ. Vâng, biết bé mập Hồng Anh là người cầm quân gì. Vâng, một dân xây BM. Đúng rồi, chăm chút một chút. Một bài 10 sớm của Chim Mệnh, 23 dân. Như vậy là gặp bé mập luôn. Gặp Hồng Anh luôn ở đầu cánh.
và bị chọc luôn. Mọi người lên siêu sớm, phút thứ 10 đã có giò. Phút thứ 10 đã có giò, vậy thì phút bao nhiêu kích đây? Để tính nào, phút thứ 10 có giò, xin con giò mất 40 giây như vậy, 9 sớm. Vâng, 9 sớm đến từ Hồng Anh. Mộc Chí Mạnh đang mất rất nhiều tay với con giò của Hồng Anh. Đi qua, được đi vào khe này và vẩy hai chiếc e. Một chỗ này phải vẩy hai cái e mới kín được. À không, như vậy là một thôi, một chiếc e là kín. Vâng, sẽ cản bước con giò này một chút. Rồi, thôi lùi về không cần phải xây hẳn. Bây giờ thì sẽ thiết kế chiếc BS để có thể ăn được bãi vàng. Và chắc chắn là Chí Mạnh sẽ là người yếu hơn Hồng Anh khi mà Chí Mạnh đang không còn cái lực gì cả. Không biết Hồng Anh là người cầm quân gì, hình như là Pơ thì phải. Hai quân mà có thể kích được chín sớm nhiều nhất đó chính là Pơ và Seng. Nếu như là Pơ thì rất khó cho vâng, cả Pơ cả Seng đều khó Chí Mạnh. Ăn bẫy hiêu này. Vâng, ăn bẫy hiêu này sao? Vâng, nếu tôi nhớ không nhầm thì game thủ con giò game thủ Hồng Anh đã giò bẫy hiêu này. Như vậy là Seng. Vâng, như vậy là Seng đến từ game thủ Hồng Anh. Tôi biết ngay mà. Vâng, khó. Vâng, ăn bẫy hiêu ngay trên đường mà con giò của đối phương vừa đi qua. Vậy thì cái bóng hiêu chết nó sẽ hiện ra ngay. Chí Mạnh nó là người mất 7 dân. Rất khó và bây giờ thì em chưa lên được bánh xe. Bên kia thì Hồng Anh đã đóng chiếc BA và sau đây thì cũng có những con cung R để sang có thể bắn bo nhỏ. Hơi khó cho Chí Mạnh ở cánh này và Chip Boy sẽ làm nhiệm vụ cần phải giữ được cánh để cho cánh kia thông và chúng ta cùng quay trở lại bên thủ Chip Boy. Và Chip Boy vẫn đang yên ổn nhưng mà một lúc thông nữa thôi thì anh sẽ bị hai nhà úp. Đây máy game thủ AC của Chim Sẻ. Ở nhà Chim Sẻ nồi bên ngoài một chút và anh đóng A tương đối cao. Tao đóng A thế này sẽ đỡ nhà kiểu gì? Một cái tư duy đánh cung rất Chim Sẻ. A bây giờ cũng phải ở trên đồi. Đồi cao thoáng mát. Mà không hiểu sao em vẫn thủ nhà rất tốt. Và chúng ta cùng xem Gunny. Gunny một cái bài mà cho sọt ở đầu cánh. Đối đầu game thủ màu 6. Màu 6 là Tôm. Bằng hai đồng đội ở hai team Thái Bình. À, hai đồng đội ở team Thái Bình. Bây giờ quay ra vã nhau. Vâng, biết ai sẽ là người có lợi thế hơn đây. Tôm là sửa ruộng và Tôm là người đánh cung. Và là cung gì? Đây là cái nhà của AC, Summer và Egypt. Và khả năng là cung tuyển thì mới đánh cung. Khả năng sẽ là cung tuyển và khả năng sẽ là AC. Khi bạn nhìn thấy những con cung bắn khá nhanh. 2 BL dành cho Gunny nhưng mà chưa chiếm được nhiều nhà đối thủ 16. Vâng, họ mừng Tôm rất nhanh. Rất anh tay như Tôm. Và cùng xem chim để xem chim đã đẩy quân chưa. Chim cần phải đẩy quân sớm. Nhưng không, đây là một thế bài khá rộng đến từ chim. Với một cái thế bài rộng này thì chim sẽ bị rất sẽ bị mất rất nhiều tay. Vâng, bị vẩy e đến từ đầu 1. Một pha vẩy e khá nhanh của đầu 1. Và bị lọt ruộng. Vâng, buộc phải chạy những con dân ở quanh ruộng chính này. Đầu 1 đang chém rất khó chịu. Chưa phải nằm xuống bất kỳ một lạc đà nào. Một chiếc e để bắt được con lạc đà này. Vào hù, vào hù. Vâng, Gunny có con phù sang mà anh không phù. Tham Lai vẫn giữ được ở 49. Vâng, Tham Lai bị đè khi mà người thủ mùa 3 Truy Mệnh chết quá sâu. Truy Mệnh gặp Hồng Anh khó, rất khó Truy Mệnh. Và bây giờ thì vào chăn nhà của mùa 5. Mùa 5 là người dâng L. Không biết mùa 5 quân gì. Vâng, và có quân rồi. Và bên bạn đó chính là Katha, Summer, Seng và Katha. Không, như vậy là Seng là người đánh chém. Summer của Tôm Duy là người duy nhất ở đầu cánh và đánh cung. Bên kia là người không có dân, còn bên này là người có dân. Mùa 1 đang mùa 2 đang nở ra rất to, nhưng mà mùa 4 và mùa 3 đang bé lại. Truy Mệnh là yếu rồi, chúng ta cùng xem mảnh máy khác. Đây là mảnh máy của game thủ Gunny. Vẫn giữ Tham Lai được 28/44. Và bị Hồng Anh tạt một tơn. Hồng Anh từ đầu cánh bên kia và tạt sang đầu cánh bên này. Một bài rất khỏe đến từ Hồng Anh, các bạn nhớ lượng lạc đà và lượng cung R rất đông, vẩy ở ruộng. Chưa bánh xe thành Gunny. Có biết anh kích bánh xe chưa? Nếu anh không kích bánh xe trong tuần này thì khả năng fit rất cao khi mà có cả cung R và có cả lạc đà. Như vậy là sắp lên xong bánh xe rồi, 93%. Vâng, cố lên. Vâng, lên xong rồi. Té trong tuần này. Vòng 1 năm là người nu Hồng Anh là người đánh Katarian chắc nhà. Vâng, chắc nhà chứ không phải dâng L. Và hôm nay đang khá to, mùa năm đang nở ra. Vâng, có làm một turn ốp không? Bởi đời 4 bên mình cũng không có gì khỏe cho lắm khi mà chỉ có một AC và một phô thôi. Hai quân đời 4 thì không được coi như là một quân quá mạnh.
cùng xem anh máy chim. Con chim bây giờ khả năng người to nhất bản đồ. 4-0. Như vậy là 44/72 và đang bị Tom ốp. Tom chỉ người cầm cung Summer, nhưng mà tơ này chim đã rất khó có thể đỡ nhà. Vâng, để ý khoanh ruộng của mình. Vâng, bị lọt ruộng. Bây giờ đứng trên dốc. Một tơ này phải điều thật khéo thì mới có thể đỡ được nhà trong tơ này. Lượng QR của game thủ Tom còn đông hơn cả. Như vậy là chim bị ba nhà ốp và chim boy sang đỡ không? Chim boy đang ở đâu? Vâng, chim boy. Chim boy sang đỡ không? Bây giờ sang. Vâng, sang hơi muộn, hàng thủ cứu nhau hơi muộn khi mà chim đã mất hết lượng cung của mình rồi. Bây giờ chim boy mới đẩy quân sang. Chim boy đang muốn đẩy vào nhà 4-5. Vâng, nhưng mà liệu có đẩy được? Các bạn thấy lượng lạc đà của bên phía đội bạn đang rất đông, cả 1-8 và cả 1-5. Lạc đà rất đông. Bây giờ Hoàng Anh đang chuyển ra một cái thế bài mà đánh chạy cùng R. Hoàng Anh là người cầm xe và chém chết đầu cánh, đánh chém chết đầu cánh rồi chuyển ra cùng R. Và như vậy là quýt rồi, tỷ số là 1-0 dành cho Liên Quân 1. Và chúng ta cũng chờ một chút trước khi đến với trận thi đấu tiếp theo.